chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hứa trả rồi lại không trả, 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 8 năm trôi qua, cổ đông của doanh nghiệp vẫn dài cổ chờ đợi cổ tức của doanh nghiệp. Tại sao doanh nghiệp cứ hồn nhiên khất và chậm trả cổ tức như vậy? Giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này? Lời khuyên gì dành cho các nhà đầu tư? Chứng khoán cuối tuần tuần này sẽ cùng tìm câu trả lời cho chủ đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ năm 2010 đến năm 2018, nhiều doanh nghiệp kinh doanh có lãi đã ra nghị quyết chia cổ tức cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 8 năm trôi qua, số tiền này liên tục được khất lại và cổ đông vẫn dài cổ chờ đợi. Đó là thực trạng tại nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện nay. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ ghi nhận cụ thể hơn về vấn đề này. Cụ thể, những công ty cổ phần dầu khí Đông Đô vừa thông báo rời ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 đến tận cuối tháng 6 năm sau, thay cho cuối tháng 6 năm vừa qua. Lý do việc thu hồi vốn công nợ thoái vốn tại các dự án của công ty chưa được theo kế hoạch đề ra, nên công ty chưa cân đối đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức. Đây là lần thứ 9 về thời gian chi trả cổ tức. Nguyên nhân cũng đều giống nhau. Như vậy, cổ đông của công ty này sẽ phải chờ gần 8 năm so với lần được công bố đầu tiên sẽ là thanh toán vào đầu năm 2012. Đây là kỷ lục mới về thời gian thanh toán cổ tức cho cổ đông trên sàn chứng khoán Việt Nam. Việc đó thì chúng tôi là rất là bức xúc. Mặc dù tại thời điểm mà công bố cổ tức thì giá cổ phiếu là tôi thấy là về cơ tất cả các mã là cũng có dao động, cũng có tăng. Chúng tôi mua vào thì cũng để mà được hưởng, mong muốn là hưởng cái cổ tức đấy. Tuy nhiên thì sau một thời gian mà không có trả đúng hạn thì cái giá cổ phiếu cũng đã giảm, chúng tôi đã thiệt hại. Và trong khi đó là cái cổ tức tại ngày chốt đến thời điểm giờ chúng tôi cũng không được thanh toán, thế như thế là nó thiệt hại kép, nên là quá là thiệt hại. Ngoài ra thì các doanh nghiệp mà chậm trả cổ tức cũng như là luôn luôn vi phạm cái vấn đề mà gia hạn cổ tức thì 6-7 năm nay họ không trả, mà thậm chí là dẫn đến tình trạng là hủy niêm yết cũng như là chuyển thị trường giao dịch. Thì cái này chúng tôi là nhà đầu tư cảm thấy là quá thiệt hại. Mục tiêu lớn nhất của nhà đầu tư vẫn là trông chờ vào cổ tức. Thế mà cổ tức mà do các doanh nhân đã ký kết, tức là trong các đại hội cổ đông thì các chủ tịch, các tổng giám đốc và ban điều hành của các doanh nghiệp đã hứa hẹn với lại nhà đầu tư trong đại hội đó, ghi bằng biên bản cuộc đại hội cổ đông, đại hội đồng cổ đông thường niên, ghi bằng nghị quyết. Thế mà rồi lại là mấy năm sau không giả, thì đây không phải là hiện tượng chậm, mà đây là hiện tượng chây ý cổ tức, làm thiệt hại cho cổ đông. Tương tự, công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà cũng có lần thứ 13 thông báo lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2012 từ ngày 29 tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2018. Danh sách cổ đông được nhận cổ tức 6% cho năm 2011 và 5% cho năm 2012 đã được chốt cách đây gần 5 năm. Công ty này bị lỗ liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2017 và đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc. Cũng với lý do tương tự, một doanh nghiệp xây dựng khác là công ty cổ phần xây dựng số 5 vừa thông báo thay đổi lần 7 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và cổ phiếu từ ngày 29 tháng 6 đến tận cuối năm 2019. Công ty này nhiều năm qua liên tục thua lỗ và tháng 5 năm 2016 bị hủy niêm yết trên sàn Hà Nội. Câu chuyện trả cổ tức đâu đó ở những năm trước là những giai đoạn là hứa hẹn đối với các nhà đầu tư để có thể nhằm thu hút các nhà đầu tư đối với cái cổ phiếu của họ thôi. Còn bản chất thì họ không có cái tiềm lực tài chính đủ mạnh để có thể là tăng trưởng và phát triển. Chính vì thế mà khi mà chúng ta được công bố những câu chuyện về cổ tức, tuy nhiên thì các nhà đầu tư cũng bản chất họ cũng không nhìn thấy sự triển vọng nhất định. Chính vì thế mà họ cũng ít tham gia hơn. Thậm chí có nhiều thời điểm thì doanh nghiệp đã quyết định trả cổ tức vào một thời điểm. Tuy nhiên sau đó 3 đến 6 tháng thì doanh nghiệp không có nguồn tiền để thanh toán cho nhà đầu tư. Đó là lý do vì sao mà nó cứ kéo dài năm này qua năm khác. Và nó làm cho nhà đầu tư rất là mất niềm tin vào những doanh nghiệp như vậy. Giá cổ phần của những doanh nghiệp như vậy cũng liên tục sụt giảm đến mức rất là thấp. Và hiện nay thì tôi cho rằng là rất nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ những doanh nghiệp như vậy. Họ không tiếp tục nắm giữ cổ phần nữa. Riêng công ty cổ phần Sông Đà 6, SD6 cũng rời ngày trả 5% cổ tức còn lại của năm 2015 và 5% cổ tức năm 2016 đến ngày 31 tháng 8 thay vì ngày 29 tháng 6 như thông báo trước đó. Và đến nay thì cũng chưa có ngày trả cụ thể. Cổ phiếu các công ty này cũng đã từng khá hot trên sàn Hà Nội do được xếp vào nhóm ngành xây dựng hay họ Sông Đà. Thế nhưng hiện không có chế tài nào dành cho các doanh nghiệp thất hứa với cổ đông như trên.
Thực trạng chậm trả cổ tức đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện nay. Vậy tại sao các doanh nghiệp cứ hồn nhiên khất và chậm trả cổ tức như vậy? Nguyên nhân của tình trạng này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, có một số quy định cụ thể đối với việc chi trả cổ tức của doanh nghiệp. Cụ thể, điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức, nhưng lại không quy định là nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng thời hạn thì sẽ xử lý như thế nào, tức là chưa có chế tài cụ thể. Nếu như bị chậm liên tục thì cần phải có giải trình này, hay là một số các cơ quan giám sát của thị trường chứng khoán cần phải xem xét lại đối với các cái doanh nghiệp này, thực sự cái lý do của cái việc chậm trả cổ tức cho cổ đông là như thế nào. Ngoài ra, các doanh nghiệp không được trả cổ tức đúng thời hạn theo đánh giá cũng xuất phát từ chính hoạt động kinh doanh không khả quan của doanh nghiệp. Ví dụ như tại thời điểm trả cổ tức, các đồng chí cũng đã xác định được rằng là doanh nghiệp làm ăn có lãi, có kế hoạch trả cổ tức. Tuy nhiên thì vì một mục đích nào đó, vì một lý do nào đó, người ta chỉ tạo ra được cái thông tin nó tốt thôi để cho người ta đạt được cái mục đích của họ. Ví dụ như họ thoát vốn, họ bán bớt cổ phần, cổ phiếu của người ta, thì khi mà có thông tin tốt thì đương nhiên họ sẽ bán rất nhiều, vẫn được giá. Trong khi đó thì một vài năm sau khi mà thoát xong thì vấn đề trả cổ tức thì người ta lại hứa hẹn, người ta lại kéo dài, thậm chí là người ta biết chắc rằng trong tương lai là cái việc trả cổ tức là không thể. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì căn cứ báo cáo tài chính mà họ cũng xác định là có nguồn, nhưng mà trong tương lai thì cái việc mà có nguồn trả cổ tức là họ thì tính trên cơ sở là bốc doanh thu, bốc lợi nhuận, dẫn đến cái việc câu chuyện là sau khi mà công bố cái thông tin về trả cổ tức thì dẫn đến là không có tiền để trả. Chậm được khoảng 1 năm, 2 năm với lý do chính đáng. Một là để đầu tư cho chính doanh nghiệp đó. Hai nữa là để tăng hiệu quả hoạt động của họ trên thương trường. Ba nữa là họ mở rộng mạng lưới kinh doanh ở trên cả nước. Đấy thì những lý do đấy. Hoặc là bốn nữa là họ tăng cường cái khâu bảo mật thông tin bằng cách đầu tư cho công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, hay là hiện đại hóa công nghệ để mà tăng cường hàng xuất khẩu và làm hàng đạt hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế thì như vậy là họ chiếm dụng vốn như thế thì là quá lâu như thế là đáng nhẽ phải phạt. Quy định cụ thể về việc chia cổ tức sẽ giúp phản ánh trung thực hơn tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, quy định mới về chia trả cổ tức cũng tăng thêm niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn còn một số băn khoăn liên quan đến quy định chi trả cổ tức theo luật doanh nghiệp mới. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp có quyết định trả cổ tức năm 2014 tại đại hội cổ đông thường niên 2015 thì áp dụng thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp này, hay áp dụng từ mốc 1 tháng 7 năm 2015 khi luật có hiệu lực. Trường hợp cổ tức của các năm 2013 trở về trước đã có nghị quyết của đại hội cổ đông các năm trước mà tới giờ vẫn chưa chốt và trả cổ tức thì có được hồi tố theo luật mới hay không? Có thể nói chi ý cổ tức là nỗi sợ của mọi nhà đầu tư trên thị trường. Nếu doanh nghiệp liên tục chậm trả cổ tức thì chính nhà đầu tư cũng sẽ quay lưng với doanh nghiệp đó. Vậy giải pháp nào để xử lý triệt để vấn đề chi ý cổ tức? Nhà đầu tư cần làm gì nếu gặp phải trường hợp này? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Trả cổ tức là vấn đề nằm trong chính sách của công ty, nên theo các chuyên gia, chính các doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng cũng như nghĩa vụ phải chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp liên tục trì hoãn, thậm chí trốn tránh thì các cơ quan quản lý cần vào cuộc, đưa ra những chế tài mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Chính sách cổ tức nó là một trong các cái chính sách của công ty, và do đó rõ ràng rằng là việc đầu tiên là công ty cần phải giữ được cái uy tín của công ty mình, vì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến giá trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu như mà vẫn cứ liên tục trả chậm thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải có một số các cái quy định liên quan đến vấn đề trả cổ tức này. Nếu như bị chậm liên tục thì cần phải có giải trình này, hay là một số các cơ quan giám sát của thị trường chứng khoán cần phải xem xét lại đối với các cái doanh nghiệp này, thực sự cái lý do của cái việc
chậm trả cổ tức cho cổ đông là như thế nào? Nhẹ thì có thể là cảnh cáo hoặc là phạt dừng giao dịch trong một vài phiên, trong một tháng, ba tháng. Nặng thì có thể là từ phạt tiền dẫn như là hủy cảnh cáo, chuyển sàn hoặc là có thể hủy niêm yết. Đấy là những hình thức răn đe mà rất là quan trọng, mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp mà hành xử ngược lại với những cái công bố của họ. Có thể thấy phần lớn các doanh nghiệp rơi vào tình trạng chây ì trả cổ tức đều là các doanh nghiệp có gốc nhà nước. Nên để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời. Động thái này vừa để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, vừa để giải quyết các doanh nghiệp nhà nước làm ăn yếu kém. Đối với những doanh nghiệp như vậy thì tôi cho rằng là nếu mà nhà nước cảm thấy mà không tiếp tục duy trì được thì nhà nước nên thoái vốn, để cho những cái đơn vị tư nhân người ta tham gia vào doanh nghiệp như vậy, người ta có năng lực về tài chính, năng lực về chuyên môn, người ta đầu tư, thì những doanh nghiệp đấy người ta mới có thể khôi phục được trở lại. Thì khôi phục hoạt động trở lại thì đồng nghĩa với việc là có thêm tài chính, thì khi đó thì những doanh nghiệp đó họ mới xử lý được, giải quyết được những cái vấn đề còn nợ đối với nhà đầu tư. Còn nếu mà nhà nước của chúng ta không thoái vốn được những doanh nghiệp đó, bởi vì những doanh nghiệp đó thoái vốn nhiều nhà đầu tư tư nhân người ta cũng không cảm thấy hấp dẫn, thì rõ ràng là cái bức tranh tương lai là những doanh nghiệp đó sẽ tiến tới giải thể là điều rất là rõ ràng. Đối với bản thân nhà đầu tư, trước khi đầu tư vào bất kỳ một doanh nghiệp nào, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ mọi thông tin từ ban quản trị đến tình hình tài chính. Có như vậy, quyết định mà nhà đầu tư đưa ra mới có thể giúp nhà đầu tư kiếm lời trên thị trường. Chúng ta nhận thấy rằng khi mà có một thông tin trên thị trường thì đặc biệt đối với nhà đầu tư, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thực tế ra thì cái khả năng chi trả của doanh nghiệp, ít nhất là trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy ở cái báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất của doanh nghiệp, chúng ta sẽ thấy kiểm tra về dòng tiền của doanh nghiệp cũng như là lượng tiền mặt còn lại. Thì cái vấn đề này, trừ khi có những sai phạm liên quan đến gian lận kế toán, thì chúng ta đều có thể kiểm tra, đều có thể có được một cái nhìn liên quan đến khả năng tài chính của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, để xem khi mà doanh nghiệp đưa ra một lời cam kết như thế, doanh nghiệp có đủ tiềm lực để thực hiện được cái cam kết đấy hay không. Còn đối với những nhà đầu tư đã rơi vào tình trạng bị doanh nghiệp nợ cổ tức, thì trước tiên họ cần xem xét lại chính khoản đầu tư này. Nếu tiếp tục theo doanh nghiệp, thì nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro thua lỗ, thậm chí là bị chôn vốn. Còn nếu không thì nhà đầu tư có thể chủ động cắt lỗ. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường là các đối tượng gặp phải tình trạng chây ì cổ tức, nên họ cần tập hợp lại với nhau để tạo ra một cộng đồng nhà đầu tư lớn. Có như vậy, quyền và tiếng nói của các cổ đông nhỏ lẻ mới được bảo đảm. Khi chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp, chúng ta rất kỳ vọng vào những doanh nghiệp đó hoạt động sản xuất kinh doanh tốt để đem lại lợi ích cho chúng ta. Thế tuy nhiên thực tế nó lại là một cái điều ngược lại hoàn toàn. Có nghĩa rằng chúng ta đã sai. Khi một nhà đầu tư mà đã sai thì chúng ta hãy chấp nhận cắt lỗ để đi tìm tới những cái doanh nghiệp mới, những cái cơ hội mới, thì chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể có cơ hội tìm lại được những cái những gì đã mất. Còn chúng ta tiếp tục theo đuổi những cái doanh nghiệp mà tiềm tương lai và triển vọng của họ là một bức tranh tối màu, thì cái tương lai của chúng ta cũng sẽ gắn với doanh nghiệp đấy. Là nhà đầu tư chủ yếu ở đây là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, có lẽ là nên cần phải tập trung lại và có thể cần phải đưa ra pháp luật xử lý. Mà theo như tôi biết thì hiện tại ở Việt Nam ấy thì chỉ có cái hiệp hội nhà đầu tư chứng khoán cũng là có một nơi là để các nhà đầu tư tham khảo, và cũng nhân đây thì cũng nên có một cái ý tưởng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ là nên chăng là chúng ta nên thành lập một cái hiệp hội các nhà đầu tư nhỏ lẻ để bảo vệ cái quyền lợi không chỉ về mặt chi trả cổ tức mà còn cả những cái vấn đề khác mà đã xảy ra rất là nhiều trên thị trường chứng khoán, và luôn luôn cái người chịu thiệt hại đầu tiên là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Như vậy, để tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp liên tục chây ì lần nữa không trả cổ tức, thì chính nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam mới phát triển công bằng, minh bạch và hấp dẫn trong con mắt giới đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn, và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.